Thưa sư, một chúng sanh ở trong thai người mẹ có cảm nhận gì không ạ? Ví dụ cảm nhận được tâm trạng của người mẹ khi vui vẻ hay lo lắng. Chúng sanh trong bào thai có thể nghe thấy âm thanh hoặc âm nhạc không ạ? Con thấy có một số người cho thai nhi nghe nhạc để sau này con thông minh, hoặc mở kinh cho thai nhi trong bụng, trong mẹ nghe, gọi là thai giáo, thì có lợi ích gì không ạ? Trong kinh Tạng câu chuyện nào nói về việc thai nhi có ý thức từ khi còn nằm trong bụng mẹ không? Và nếu có thì chỉ những vị như Bồ Tát Kiếp Chót hay một số vị sau này sẽ trở thành A-La-Hán thì khi nằm trong thai mẹ mới có ý thức, còn hầu hết loài người trong thai mẹ sẽ không có ý thức, phải không? Vị Thánh Thinh Văn trong kiếp chót thì có thể nhớ thời điểm nhập vào thai bào không ta? À không, nhớ thời điểm ra khỏi thai bào. Vị độc giác thì nhớ thời điểm ở trong thai bào và ra khỏi thai bào. Vị chánh đẳng giác thì nhớ cả ba thời kỳ là ở trong thai bào, nhập vào thai bào, ở trong thai bào và ra khỏi thai bào. Cho nên là cái chuyện mà nhớ ở trong nhớ trong thời kỳ ở trong bụng mẹ đó, mà nhớ được á, là dành cho vị Bồ Tát độc giác kiếp chót hoặc là Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót. Còn người bình thường họ không có khả năng nhớ đó. Cho nên là cái chuyện mà gọi là thai giáo cho nghe nhạc nghe kinh á, chẳng qua là mình an ủi tâm lý cho bà mẹ thôi, chứ ngay cả khoa học họ cũng nói là không có cơ sở. Nó giống như thế này nè, quý vị cũng từng nghe cái dạng mà người ta nói là một nghiên cứu cho thấy, mà không biết nghiên cứu của ai thì không biết, rằng trẻ em mà nghe những bản nhạc giao hưởng thì thông minh hơn. Quý vị có biết đó không? Con có nghe hay có biết không? Và thế là có một, hoặc là trẻ em mà biết chơi nhạc á, biết chơi nhạc thì nó sẽ thông minh hơn. Thì có một đoạn thời kỳ mà các bà mẹ thì có tiền thì cho con nó đi học nhạc, còn không có tiền thì cũng ráng bắt con nó nghe nhạc giao hưởng, tại vì mong là cái trí nó thông minh hơn. Nhưng mà đó là một cái kiểu giống như là bị dắt mũi. Tại sao? Tại vì họ cái nghiên cứu đó là nghiên cứu nó bị thiên lệch, nó bị lệch. Nghiên cứu đúng là như thế này nè: những gia đình nào mà giàu có và có điều kiện thì họ sẽ cho con cái của họ có những điều kiện giáo dục tốt hơn. Cho nên thông thường á, cái tỷ lệ mà ra được học sinh giỏi á, nó sẽ cao hơn là những cái gia đình mà nghèo khó. Mà trong số những cái gia đình mà giàu có mà để mà nuôi dạy con á, thì cái tầng lớp đó thì họ sẽ ưa thích nghe những cái nhạc cao cấp như là nhạc thính phòng. Chứ còn rất khó để mà bắt những cái tầng lớp mà tinh anh mà họ nghe ba cái nhạc mà đó, nhạc rock rồi nhạc rap, khó lắm. Họ sẽ nâng cấp họ nghe nhạc thính phòng. Và con cái thì cái chuyện mà nó biết đờn á, là một cái để mà gia đình họ khoe với người khác. Cho nên mình không có nghiên cứu đến cái đó, mình chỉ nghiên cứu cái gốc là con đứa nhỏ mà nó biết, nó nghe nhạc thính phòng và nó biết chơi đờn thì nó sẽ thông minh hơn mấy đứa khác. Do cái lấy mẫu, họ lấy mẫu sai, cho nên là ra kết quả nó bị sai, và người ta thiên hạ vẫn tin sái cổ nó một số. Thì trong trường hợp này cũng vậy thôi. Thì bây giờ cũng do lấy mẫu sai, mà nếu mà lấy mẫu đúng thì phải nói là
Chỉ những vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót và Bồ Tát độc giác kiếp chót thì các vị ấy mới có khả năng nhớ hoặc là ghi nhận giai đoạn trong thai bào. Còn lại tất cả chúng sanh trong thai giai đoạn thai bào họ đều trong dòng u mê hết, không có nhớ gì cả.